Đây là cái bóng đèn của xe Mercedes 2016 đến 2019 GLC 300 LED. Mình sẽ mở cái coi cái gì. Đây nó mở ha. Nó gồm có một cái bi. Bi LED là cái giọt nước đó, một bi cho cái cót. Và một cái LED cho đèn pha. Đèn pha nó dùng chá. Dùng chá dùng cái bóng chip LED ở trong. Chip LED cho đèn pha. Còn đèn đèn cót á. Đèn cót á, điện hiện đại bây giờ thì nó xài là mấy chục bóng LED mà pha multi beam gì đó. Nhưng mà cái này á, nó có 6 có 3 bóng LED. 3 bóng LED cho đèn 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 cót. Mình sẽ mở ra. Việt Nam hay gọi là cái này giọt nước nè. Cái sau này nó có cái quạt phản nhiệt. Sẽ mở ra coi cái bóng LED nó trông thế nào. Nó có 6 cụm dây điện. 6 cụm dây điện cho cái đèn đó. Cho 3 bóng. Để hai cộng cái quạt tản nhiệt. Sẽ mở ra. Nó coi là mấy chục bóng LED không. Đây. Đây là cái lớp cái gương cầu để ánh sáng cắt. Cắt. Đây là cái chip LED trong này. Không như những cái xe hiện đại mới bây giờ nó có mấy chục bóng LED này, có bạn thấy có ba chùm không, 1 2 3, mỗi chùm có bên này 3 bóng LED, bên này 3 bóng, 6 bóng, còn ở giữa này thì nó mua một bóng một khối luôn. Cái này sản xuất tại nút áo hầu hết các loại đèn này của Mercedes sản xuất tại áo hết. Lúc trước đó xài của hãng Heula, hãng AL, hãng cái thương hiệu nổi tiếng, bây giờ nó xài thương hiệu khác. Thương hiệu này là xài của Heula nữa, mà xài hãng của này lạ lắm. Đây là cái đèn daytime, cái nên light á, là cái đèn LED, dải đèn LED á. Dải đèn LED nó sẽ nối qua cái cổng LED này nè. Nó sẽ truyền ánh sáng qua cái cổng này. Nghe cái lần. Nó cũng có những con chip LED màu cho đèn xi nhan, một cam màu vàng cho xi nhan đó, xi nhan nó sẽ chuyển cho màu vàng. Đây cái hiệu nè, hiệu ZKW, hiệu một hãng mới, sản xuất tại nước Áo, lúc trước là hãng Heula, Valeo, Bosch, IAL. Mà dính thương hiệu mới này. Đây là ba cái chá, có đèn cót nè. Không
không biết ánh sáng thông minh làm sao, nó phân chia sao, nó hợp ba cái. Bây giờ chút mình sẽ tiến hành mình thử. Cái đèn này nó xài keo chết nha, keo ấy nó chết luôn. Vậy khó mà bỏ vô cái lò mình nướng để chảy ra giống như cái hãng Toyota bây giờ, Toyota xưa chứ bây giờ nó mua Toyota xài keo chết luôn rồi. Keo không có sử dụng là sử dụng gần nhất, chạy ra là nó bể hết rồi. Đây là cái đèn pha đó, đèn pha nó không có xài cái lúc mà xài cái chá cái áo, đèn pha nó không có xài cái quạt cục xài như cục nhôm thẳng nhiệt. Đèn pha nó máy bóng nó xài như vậy. 4 cháu. Test thử coi mình độ được không? Độ lên xe Honda được không?